Rõ. Kỳ này cá sẽ lọt lưới. Alo. Alo, anh Tư hả? Ừ. Em đã giao vụ đó cho thằng Quy, nó đồng ý rồi. Vậy thì tốt. Chiều nay mình gặp nha anh. Tính sao? Thôi nha, tôi có việc gấp. Dạ, dạ. Em biết rồi. Nhưng mà anh Tư à. Thôi nha. Alo. Alo. Đã phát hiện một đối tượng mặc áo khoác nâu, quần kaki, đeo kính râm, đang bám theo thủ trưởng. Over. Alo. Tôi tới rồi. Ở lầu 4 hả? Tôi lên liền. Các đơn vị chú ý, đối tượng đã vô thang máy và lên lầu 3. Nhắc lại nhận dạng: áo khoác nâu, quần kaki, đeo kính râm. Over. Anh Phan nghe rõ trả lời. Đang đón lõng đối tượng, yêu cầu các đơn vị hỗ trợ phong tỏa hiện trường, đề phòng đối tượng tẩu thoát. Over. Xin chào. Dạ, chào thiếu tướng. Mời thiếu tướng ngồi. Dịch trời sắp hạ cánh. Dịch trời sắp hạ cánh. Các đơn vị chú ý,
Beta 1, Beta 2 đang phong tỏa cầu thang bộ. Over. Anh Phan nghe rõ trả lời. Anh Phan nghe rõ trả lời. Không có ai trong thang máy. Có thể đối tượng phát hiện có động nên đã bỏ trốn. Đề nghị các đơn vị truy nã tức khắc. Đề nghị các đơn vị truy nã tức khắc. Over. Ôi, xin lỗi. Nè, đứng lại. Đứng lại. Trời, tại sao vậy? Bị đuôi hả? Lại rồi. Lại. Trời ơi, cái cậu này. Ô cậu, đối tượng đã bị truy đuổi và đang chạy lên khu vui chơi. Over. Báo cáo thủ trưởng, có chuyện rồi. Chuyện gì? Hắn biết đã bị lộ. Huy, cho làm giải giảng đi. Huy. Dạ. Làm gì ngồi buồn vậy? Anh cũng biết em đâu còn tạp chí gì đâu mà. Con nhỏ nó trở về, anh cũng có cái cớ. Nhẹ tay với chú mà lo cái gì? Em không phải lo cho chuyện đó, mà lo chuyện khác kìa. Chuyện gì? Chuyện anh không còn tin em như trước nữa. Thì ra là vậy. Với em chuyện đó rất nghiêm trọng, nên em không còn tâm trí để ý chuyện khác nữa. Anh Hai, nếu như bây giờ anh không còn tin tưởng em như trước đây, thì em xin rút khỏi tổ chức. Chú đang giằng mặt tôi đó hả? Dạ không phải. Trước kia vì anh em mới vô tổ chức, bây giờ vì anh em rút khỏi đây, đó cũng là điều đúng mà anh. Chú nghĩ xong rồi thì chú sẽ làm gì? Em cũng không biết nữa. Từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Đúng. Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Vì anh sẽ không bao giờ đồng ý để chú rời khỏi tổ chức. Nhưng mà không phải anh đang lăng tăng vậy em sao? Tôi thử chú thôi. Chứ sức mấy có chuyện tôi hoài nghi chú. Chú nên nhớ, trước giờ chú luôn là cánh tay phải của tôi. Tôi không thể điều hành tổ chức suôn sẻ như bây giờ nếu không có chú. Anh Hai. Ừ? Em và anh đâu phải con nít. Mình cứ thẳng thắn với nhau một lần đi. Em muốn biết nguyên nhân gì sao mà anh nghi ngờ em là nội gián. Chú thiệt là, anh đã nói không phải là không phải mà. Chẳng qua anh Tư nói trong tổ chức mình có kẻ nội gián nằm vùng, mà chú đang là thanh tra nữa. Anh muốn gây áp lực để chú tìm ra tên này càng sớm càng tốt. Anh đã nói rồi, anh còn là chú còn, khỏi lo chuyện đó đi. Còn vụ con bé gì đó, anh sẽ có cách chữa cháy cho chú. Thật ra cũng chỉ là đòn gió thôi. Nhưng mà kỳ này một mũi tên cùng lúc bắn ba con chim. Nhưng mà chú cũng phải chịu khó một phen. Anh nói rõ hơn đi. Một là để so dịu con Diễm với thằng Hải Lé. Hai là có cái cớ anh tấn công chú với ông lão. Ba, đó là cách hữu hiệu nhất để anh Tư trở về ban chuyên án. Đó là cách gì?
anh sẽ sắp xếp một vụ bể ma túy để chú bị anh Tư bắt. Sau đó anh sẽ bên theo cách cũ để chú thoát tội. Em thì không lo, nhưng mà nếu làm chuyện này chúng ta phải chịu mất một số lượng lớn ma túy. Đành phải chấp nhận thôi. Thà một lần chịu mất con mồi để gạ anh Tư vào ban chuyên án, còn hơn sau này bị mất luôn cái cần câu. Sao chú Trần xài số này? Phượng Hoàng nghe Hắc Long. Địa điểm cũ, 10 phút nữa. Rõ. Mày đâu đây? Mày nhớ tao không? Tao thằng Thức nè, học chung mày cấp 2 đó. Lộn người rồi. Trời ơi mày sao vậy? Tao thằng Thức nè. Nó lộn người rồi. Gì kỳ trời? Bạn bè mày làm gì vậy? Vũ. Vũ. Ủa thằng này kỳ trời. Bạn bè lâu ngày gặp lại mà làm giống gì chạy mất tiêu trời.